Xin chào các bác, rất vui được gặp lại các bác trên kênh youtube của Đồng hồ Quang Lâm Và ngày hôm nay bên em sẽ trên tay với các bác một mẫu đồng hồ được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam Bởi Đồng hồ Quang Lâm các bác nhé Và đây nó là một chiếc uh, Oren thuộc dòng Oren Kamasu, Oren Mako các bác Một chiếc rất đẹp, hàng mới, chưa qua sử dụng Về kèm thì các bác sẽ có một chiếc uh, bóc được uh, ở bên trong này Nó là bằng uh, nhựa các bác nhé Và bên trên này nó có một cái miếng Miếng uh, là bằng kim loại đó, có in hình logo của Oren với hai chú sư tử và bên trong chúng ta sẽ có một chiếc gối kèm với đó là một quyển sổ bảo hành quốc tế ở trong này ở Việt Nam thì có một vài cái địa chỉ bảo hành quốc tế các bác có thể xem tham khảo ở trong này các bác nhé năm sáu cái địa chỉ ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đó trên này thì khi mà đối với anh, cho nối chính hãng thì nó sẽ có tem kiểm định được cấp phép bởi bộ công an và chúng ta sẽ có thể check được một số các cái thông tin khi mà các bác cào cái dãy số này ra Đó, được phân phối chính hãng Xuất xứ thì họ còn niêm biết Luôn là Nhật Bản và Trung Quốc Hoặc là Thái Lan Đó, cho cái chiếc uh, này Đó Đây là tất cả Các cái thông tin đi kèm Đây là một chiếc uh, Oren Mako Kamasu. Hay các bác còn gọi là dòng Mako 4. Và so với uh, Mako 3 thì em thấy là về cái, cái kiểu dáng và thiết kế nó cũng không có sự thay đổi quá nhiều. So với cái Oren Mako 3. Tuy nhiên là chiếc này nó có một cái màu xanh ngọc lục bảo khá là đẹp. Đó. Mã để các bác có thể check chiếc này là Oren Kamasu RA gạch ngang AA 0811 E19B và Oren đang niêm chiếc này tại thị trường Việt Nam là 11 triệu 220 nghìn cho một chiếc hàng mới và chiếc này của em thì là hàng mới nguyên Xe mặt đường kính ở đây chúng ta sẽ có trên chiếc này là size khoảng 41,7mm rất quen thuộc của dòng Marco khoảng 41,5mm dày 13,1mm và lắc tu lắc ở trên chiếc này chúng ta sẽ có là 46,1 Và nó phù hợp với các bác có cổ tay vừa và tay nhỏ Tay khoảng tầm từ 15 đến 17 Các bác đeo chiếc này 15.5 các bác nhé Đến 17 17.5 các bác đeo chiếc này là hoàn toàn thoải mái và đẹp Mặt đeo ở trên chiếc này có màu xanh xanh ngọc lục bảo Đó rất đẹp và 12 bộ góc số index đính nổi Bộ kim của chúng ta là có kim giờ, kim dây hình mũi tên và kim phút hình lấy kiếp. Dạ quang thì dòng này các bác sẽ có được dạ quang rất là sáng Nó là cái dòng diver, dòng đi lặn Do vậy là dạ quang nó sẽ rất sáng Trên tân kim giờ, kim phút, đầu kim dây và chấm lum ở góc 12 giờ trên vành benzen Thì đều có dạ quang để các bác dùng vào buổi tối Đó. Ở góc 12 giờ các bác sẽ có logo của Oren với dòng chữ Automatic này Ở đây các bác sẽ có là lịch ngày lịch thứ với nền trắng chữ đen Water Resistance chống nước là 23 Movement Japan với bộ máy là F692 Đó. kính là kính sapphire các bạn nhé vành benzen thì các bác có thể xoay được một chiều để tính được giờ lặn và trên này thì các bác sẽ có 1 phần 3 cái vành benzen là được uh, có màu xanh lục các bạn nhé còn uh, 3 phần 4 còn lại là màu đen đánh số từ 10 đến 50 thì các bác dễ dàng chia được số phút Đó, vạch 60 nó là vạch một vạch hình thang có chấm lum ở giữa chấm này là dạ qua khi các bác đi lặn thì chấm này nó sẽ sáng để các bác có thể nhìn được là cái số giờ lặn là bao nhiêu rồi rõ ràng hơn rất nhiều kính sapphire các bác nhé kính sapphire bên hông các bác sẽ có đúng chỉnh giờ góc 3 giờ có khía cạnh và có logo hai chú sư tử của Oren thông số mặt sau mặt sau thì các bác sẽ vẫn có hai tem tem xuất xưởng và tem nhập khẩu chính hãng vào thị trường Việt Nam đó và Steel hoàn toàn là bằng thép không gì này kính sapphire crystal movement Japan sản xuất và lắp ráp tại nhà máy của Oren ở nước thứ ba sau đó xuất về nội địa Nhật để tiêu thụ và sử dụng đó. và trên này là sử dụng của máy F692 chung dòng với SK này các bạn Chống nước là 200m các bạn nhé Biểu tượng của dòng Marco Epson là công ty mẹ của Orin Với caliber F692 ở đây thì các bác sẽ có được là 22 chân kính 21.600 tần số dao động Và chiếc này sẽ có được là 40 giờ tích cót tối đa Hỗ trợ đầy đủ các bác tất cả các chức năng dừng kim dây khi rút nút chỉnh giờ và có hỗ trợ có tay Như chiếc này là có tay 40 tiếng Đó Kính sapphire, không vỏ thì được làm bằng thép không dỉ, dây là dây thép đúc đặc, khóa gập một bên và có logo của Oren các bạn nhé logo của Oren đây hàng mới nguyên thẻ tác kính sapphire crystal em sẽ lên thử trên tay 17 cho các bác chiếc này như trên này thì các bác chỉ cần có cổ tay đôi khi là cổ tay 15.5 các bác đeo là hoàn toàn thoải mái bởi vì là cái mặt của chiếc này nó khá nhỏ và cái viền này nó dày do vậy là các bác tay 15.5 trở lên đến 17.5 đeo chiếc này là hoàn toàn đẹp khá thể thao bền bỉ Máy F692 có cop tay có rừng kim dây. Rất bền. Và chống nước lên đến 200 m. Thì với đời sống nước đôi hàng ngày là các bác dùng là hoàn toàn thoải mái đúng không ạ? Đó. Đi lặn được mà. Trạng quang sáng. Và hiện tại thì đồng hồ có lâm về với một, một một mức chất khấu khá là tốt ở tại thời điểm này để các bác chơi là hiện tại là đang là tháng 4 năm 2023. Bên em sẽ chiết khấu lên khoảng 20% cho các bác chiếc này so với giá niêm yết của hãng. Chiếc này về tay các bác hiện tại là 8 triệu 950 000 Mã là 5284 các bác nhé. Mã 5284 giá 8 triệu 950 000 Các bác nào mà đang quan tâm đến dòng Oren Kamasu này thì các bác có thể liên, liên hệ đến đồng hồ Quang Lâm. Chiếc này nó còn có mấy màu cơ. Màu Pepsi với một bản limited màu xanh dương, màu xám. Đó và màu đỏ nữa các bạn. Màu đỏ đậm. Đó, đỏ bạc trầu đó và chúng ta sẽ có các cái phương thức đặt hàng tại website đồng hồ con com hoặc là các bác có thể liên hệ đến bên em theo các đầu số hotline là 1900 3468, hoặc là số 0915 559 883 hoặc số 0834 69 6699 hoặc hiện tại các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng để thử trên tay chiếc đồng hồ này. Và bên em cũng xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video về chiếc Oren Kamasu này. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.